Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dự án ICO Factbot. Đây là một dự án ICO về nền tảng kinh doanh dịch vụ thể thao. Factbot thì sẽ hỗ trợ dịch vụ kinh doanh thể thao và đây sẽ là một đầu tư tiềm năng trong tương lai. Hiện nay thì dự án Factbot thì đang được đánh giá ở trên Check ICO đạt 5.0 điểm, trên ICO Rated đó là 4.1 điểm. Bạn có thể nhận thêm thông tin về dự án này qua Telegram này, Facebook này, Twitter này. Hiện nay thì đối với cái phần thông tin về dự án Factbot này thì chúng ta đang sắp bắt đầu vào giai đoạn Close Sale 3 và sẽ mở trong 9 giờ 1 phút nữa. Hiện nay thì sát kép là sẽ là 18 triệu FAS. Mục tiêu thì sẽ là 90 triệu FAS. Và hiện nay thì đã huy động được tổng cộng nó là 97 triệu FAS. Vậy tức là hướng tới mục tiêu head cap của dự án Factbot này thì không còn xa nữa. Gần như là đã đi được hơn 2/3 quãng đường rồi. Bởi vì đây là một dự án rất là tiềm năng, cho nên là rất là nhiều nhà đầu tư đang gần như là tranh nhau để mua dự án này. Các bạn cũng thể nên nhanh chóng để có thể đầu tư vào dự án tiềm năng này nhé. Về giá trị của đồng ICO Factbot thì nó sẽ có cái phần thay đổi theo từng thời điểm. Ví dụ như là pre-sale 1 sẽ được giảm 25%, sẽ được bonus thêm 25% với thời gian là từ 30 tháng 3 cho đến 31 tháng 3. Thời gian pre-sale 1 kết thúc rất là nhanh, chỉ trong vòng có 2 ngày. Thời gian pre-sale 2 thì trong khoảng 18 ngày, từ ngày 1 tháng 4 đến 18 tháng 4, với số phần trăm bonus là 20%. Close sale tháng 1 là từ 25 tháng 4 cho đến 29 tháng 4, với phần trăm cộng đó là 15%. Close sale 2 là từ 30 tháng 4 đến 9 tháng 5, 10%. Và hiện nay thì sắp tới sẽ là Close Sale 3 từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, và phần bonus này chỉ còn 5%. Và đây cũng sẽ là đợt mà sale cuối cùng của dự án Factbot này. Vì vậy là thời gian thì chỉ còn 8 giờ nữa, đó là dự án này sẽ bắt đầu mở bán. Các bạn hãy nhanh chóng để có thể đầu tư và mua được loại ICO FIS này nha. Đầu tiên đó là giới thiệu về Factbot. Thì Factbot là một nền tảng dịch vụ kinh doanh thể thao dựa trên blockchain. Factbot thì sẽ sử dụng công nghệ phân tách tự nhiên phân tán và không thể thay đổi được để tăng mức độ tin cậy nhau, đồng thời sẽ giảm sự lạm dụng, thiết lập một hệ thống đáng tin cậy cho ngành thể thao toàn cầu. Bằng cách đó thì họ cung cấp nền tảng cho những người tham gia sẽ có trải nghiệm người dùng dựa trên sự tin tưởng và bảo mật. Đây là video giới thiệu của Factbot về dự án này. In the 21st century, sports industry has been developing rapidly. Recently, gross output value of global sports industry has approached $2,000 billion. With high-speed development, many problems of the industry are becoming noticeable day by day. The data of numerous companies is inaccessible, and relevant industry information is unable to be verified. Global sports industry is still lack of mobility, informatization, and structuralization. Factsport emerges at this historical moment. Video này thì các bạn có thể xem chi tiết ở trên website nha, hoặc là trên search trên YouTube thì đã có thông tin video giới thiệu về Factbot rồi. Thì mình sẽ trao đổi giới thiệu với các bạn luôn trong phần website của Factbot. Hiện nay thì ông Roberto Carlos thì là một nhà ông là một đại sứ xúc tiến toàn cầu về thể thao. Thì Roberto Carlos là một cầu thủ huyền thoại nổi tiếng thế giới. Ông là cựu cầu thủ của đội Real Madrid và đội tuyển quốc gia Brazil. Carlos thì có một sự nghiệp về bóng đá rất là thành công và anh đã giành vị trí thứ hai trên quả cầu vàng. Và vì tình trạng của mình, sau khi về hưu thì Carlos thì từng là đại sứ của Real Madrid cho châu Á. Và sau khi trở thành đối tác của Factbot thì anh ấy đã tiếp tục đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp và các nguồn tài nguyên ngôi sao trong ngành, và để nhiều người trong ngành trở thành những người thụ hưởng của Factbot.
Về phần ra mắt sản phẩm của Fastbot thì đối tác hoạt động sẽ là tại Trung Quốc. Thì trong năm qua thì Fastbot đã giúp hơn khoảng 20 dự án startup về thể thao để hoàn thành những việc thành lập, gây quỹ và đã thu được những kinh nghiệm. Hiện nay thì các sản phẩm của Fastbot thì bao gồm FastGo, tức là đây là nền tảng huy động vốn từ cộng đồng thể thao. FastData, đây là cơ sở dữ liệu kinh doanh thể thao. Kết nối Fast, đó là thể thao kinh doanh theo mạng lưới xã hội. Và Fast hướng nghiệp, tức là tuyển dụng nhân tài về thể thao. Đối với nền tảng huy động vốn từ cộng đồng thể thao thì họ sẽ thông qua các cuộc bỏ phiếu của cộng đồng, hợp đồng thông minh và các công nghệ blockchain. Một tài khoản có thể đầu tư theo thể thao theo cách chủ động của cộng đồng. Và nền tảng crowdfunding sẽ được xây dựng. Người dùng sẽ được hỗ trợ về vấn đề bao gồm như là vận động viên này, các sự kiện và các dự án khởi nghiệp và sản phẩm cộng đồng bằng cách sử dụng phiếu bầu mà họ có. Vốn liên quan đến thể thao sẽ là các công ty khởi nghiệp sẽ tăng quỹ tại dự án FastGo cho hoạt động công ty và mở rộng kinh doanh, giúp và trang bị thể thao gây quỹ quần chúng. Thì các nhà sản xuất thiết bị thể thao có thể tăng quỹ R&D và bán trước các sản phẩm mới của họ tại FastGo. Về sự kiện gây quỹ quần chúng thì những vận động viên thể thao và những người yêu thích thể thao sẽ có thể phát hành một cuộc gây quỹ quần chúng tại FastGo cho một sự kiện nhỏ. Thì các vận động viên với phần gây quỹ của quần chúng có khoảng hơn 20 năm qua thì nhóm Fastbot đã giúp khoảng hơn 20 dự án khởi nghiệp cho thể thao và hoàn thành được chương trình thành lập gây quỹ, thu được những kinh nghiệm rất là sâu sắc. FastGo sẽ đầu tư vào những cái dự án project này, nhận đầu tư này và nhận phần thưởng từ Adrop. Hiện nay thì đối tác của Fastbot thì gồm có các đơn vị như là Shockgrid này, Tiếp vào này, Artem Planning này, Mass is DSP, Thái FinTech, LVKB. Thì dưới đây là lộ trình phát triển của Fastbot. Fastbot thì được thành lập vào quý 4 năm 2016 và quý 1 năm 2017 thì đã bắt đầu khởi chạy phiên bản Fastbot. Hiện nay thì đang là quý 2 năm 2018 thì Fast Grossel đã chính thức làm việc tại Nhật Bản. Với dự định trong quý 4 năm 2018 sẽ là đi vào thị trường châu Á, khởi chạy bản demo về nền tảng gây quỹ quần chúng. Dự án thì sẽ bắt đầu xây dựng phiên bản sản phẩm blockchain 2.0 vào quý 1 năm 2019. Quý 3 năm 2019 sẽ bắt đầu đi vào thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Dưới đây là đội ngũ của Fastbot, đều là những thành viên đã có cái phần nghiên cứu tham gia và phát triển dự án. Tổng cộng có 16 người và chủ yếu ở các nước như Hồng Kông, Trung Quốc, Tokyo, châu Âu và Bắc Mỹ. Đồng thời thì họ cũng đang tìm kiếm thêm nhiều đối tác kinh doanh và thị trường cũng như là các kỹ sư công nghệ blockchain để làm cho Fastbot nhanh hơn và tốt hơn. Thì với kỳ vọng rằng số lượng thành viên sẽ tăng lên khoảng 40 người trong khoảng 6 tháng tới. Thì dưới đây đó là đội ngũ của Fastbot: ông Vincent Lee, đồng sáng lập; ông David Hwang, đồng sáng lập; ông Hat Bin Gong, đó là đối tác công nghệ; ông Thum Thum, đó là giám đốc tiếp thị, vân vân. Về ban cố vấn của Fastbot thì gồm có ông Rasun Hung. Rasun là một doanh nhân kiệt xuất và là nhà phát minh trong lĩnh vực kinh doanh di động, blockchain, tiếp thị kỹ thuật số, AI, vân vân. Đội ngũ cố vấn của Fastbot thì cũng khá là nhiều, tổng cộng là có 9 người. Bạn có thể tìm những thông tin về thông cáo báo chí về Fastbot thông qua các kênh LinkedIn này, Yahoo này, CCU, CCN này, Fancy, vân vân, và những thông tin báo chí trên các web Trung Quốc. Thông tin về top phần sale thì như ngay đầu tiên là mình cũng đã trao đổi, và phần thông tin này thì hiện nay thì đang trong sắp tới giai đoạn close sale 3, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi. Và giai đoạn này thì
sẽ bắt đầu trong vòng 10 ngày. Nếu như mà bán trước được, bán hết tất cả phần lượng cung nó là FAS thì cũng sẽ kết thúc sớm. Thì hiện nay thì một ether thì sẽ bằng nó là 3.161,76 FAS. Tổng cung cấp thì sẽ là 200 triệu FAS. Sắt kép đó là 18 triệu FAS. Mục tiêu của pre-sale đó là đạt được 40 triệu FAS. Và mục tiêu của token sale đó là chỉ 50 triệu FAS. Tổng cộng đó là mục tiêu bán ra sẽ là 90 triệu FAS. Về phần phân phối token thì sẽ dành 20% dành cho giảm giá trước, 25% dành cho close sale, 22% dành cho chuẩn bị hệ sinh thái Fixbot, 15% dành cho đội ngũ, 15% dành cho nhà đầu tư và cố vấn, và 3% dành cho ngân sách tiếp thị. Hiện nay thì nhà đầu tư của Fixbot đó là Rookie Venture. Về thông tin dự án này thì rất là tiềm năng và số tiền huy động vốn cũng khá là cao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.